khoảnh khắc bùng nổ diễn xuất của 7 sao hoa ngữ đình đám trên màn ảnh nhỏ. Nhiều người vẫn tự hỏi tại sao một vài diễn viên vừa tài năng vừa sở hữu ngoại hình thuộc hàng cực phẩm mà mãi vẫn chưa thể bật lên thành ngôi sao được. Xin thưa, đó là bởi họ còn thiếu một tác phẩm để đời, một giây phút diễn xuất xuất thần để tự khẳng định thực lực của bản thân trước công chúng. Rõ ràng những khoảnh khắc bùng nổ diễn xuất có tầm quan trọng hết sức lớn lao đối với sự nghiệp của một người diễn viên. Bảy ngôi sao hoa ngữ dưới đây thật may mắn vì họ đã sở hữu cho riêng mình những phân cảnh diễn xuất xuất chúng và chiếm trọn được trái tim của người hâm mộ. Thứ nhất, Dương Mịch trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Đầu năm 2017, Dương Mịch trở thành nữ hoàng trên màn ảnh nhỏ nhờ vào thành công vượt ngoài mong đợi của bộ phim truyền hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Điều quan trọng hơn cả là tác phẩm đã giúp nữ diễn viên vực lại phong độ diễn xuất của bản thân sau nhiều năm tụt dốc không phanh. Một trong những phân cảnh diễn xuất đáng nhớ nhất của Dương Mịch trong phim chính là khi cô hóa thân thành nhân vật phản diện Huyền Nữ. Dương Mịch cùng lúc diễn 4 vai trong Tam Sinh Tam Thế bản truyền hình, đó lần lượt là các vai Thượng Thần Bạch Thiển, Tố Tố, Tư Âm và Huyền Nữ. Ở tập 43-44, khi Bạch Thiển đến Đại Tử Minh Cung để cứu Ali và Mặc Uyên, Huyền Nữ đã hóa phép thành người có gương mặt giống Bạch Thiển để lừa Ly Kính do Trương Bân Bân đóng. Gương mặt cùng biểu cảm giảo hoạt xáo trá và ám ảnh láo liên của Dương Mịch khiến không ít người xem nổi da gà. Đây có lẽ là một trong những phân cảnh Dương Mịch diễn đạt nhất và đáng nhớ nhất trong cả bộ phim. Thứ hai, Tưởng Hân trong Hoa Lạc Tụng. Bên cạnh chị đại Andy Lưu Đào thì Tưởng Hân cũng là gương mặt nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả và báo giới khi Hoa Lạc Tụng lên sóng. Cụ thể trong phim, người đẹp không tuổi Tưởng Hân đảm nhận vai diễn chị hai Phan Thắng Mỹ. Người phụ nữ luôn khao khát được hạnh phúc, được đổi đời bởi những áp lực do gia đình cô mang lại. Dù luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và độc lập nhưng thực tế Thắng Mỹ lại chỉ là một người phụ nữ yếu đuối cần được chở che. Trong phần 2 của phim, nhân vật Phan Thắng Mỹ phải đối diện với rất nhiều áp lực và buộc phải nói lời chia tay với người yêu. Những giây phút yếu lòng rồi khóc thầm của Thắng Mỹ khiến người xem hết sức xúc động. Qua Hoa Lạc Tụng, danh tiếng của cô nàng tăng lên gấp bội với vai Phan Thắng Mỹ được đánh giá là vô cùng xuất sắc. Thứ ba, Triệu Hữu Đình trong Quán Ăn Đêm Khuya. Danh tiếng của nam diễn viên Triệu Hữu Đình ngày càng bay xa kể từ sau thành công của tác phẩm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Tuy nhiên, đối với những fan ruột của Triệu Hữu Đình thì vai diễn Thái tử Dạ Hoa trong phim chưa phải là vai diễn khó nhằn nhất đối với anh. Mà có lẽ vai diễn gây xúc động nhất của ông xã Cao Viên Viên phải là trong bộ phim remake Quán Ăn Đêm Khuya. Dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ nhưng nhân vật người cha khiếm thính do anh đảm nhận đã thực sự lay động trái tim của hàng triệu khán giả bằng diễn xuất chân thực của mình. Khả năng diễn xuất của Triệu Đình thật đáng nể, anh hóa thân thành người khiếm thính quá hoàn hảo. Thứ tư, Lý Thấm trong Sở Kiều Truyện. Trong Sở Kiều Truyện, không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên Lý Thấm, người thủ vai phụ công chúa Nguyên Thuần thậm chí còn diễn đạt và nổi bật hơn cả nữ chính Trương Lệ Dĩnh. Nguyên nhân cũng bởi Lý Thấm đã có một phân cảnh bùng nổ diễn xuất để đời trên màn ảnh nhỏ khi bộ phim này phát sóng. Cụ thể đó chính là giây phút Nguyên Thuần quỳ lạy trước ngựa của Yên Tuân và cầu xin anh dừng kế hoạch tàn ác của mình. Tiếng khóc thất thanh đến khản đặc cùng đôi mắt đẫm lệ của Nguyên Thuần trong phân cảnh ấy khiến nhiều người xem phải sửng sốt. Thứ năm, Trương Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt. Diễn xuất của Trương Lệ Dĩnh chưa thuộc hàng quá đỗi xuất sắc, nhưng rõ ràng khả năng hiện tại của cô nhỉnh hơn so với một số tiểu hoa đán khác khá nhiều. Trong bộ phim Hoa Thiên Cốt gây sốt vài năm về trước, năng lực diễn xuất của nữ diễn viên được đánh giá khá cao. Nhân vật kiểu cốt mà Trương Lệ Dĩnh đảm nhận thường xuyên bị ngược tơi bời, vậy nên có rất nhiều những phân cảnh mà nữ chính bị đẩy vào tình thế đau khổ tột cùng hay phải rơi lệ xuyên suốt cả bộ phim. Phần đoạn đáng nhớ nhất có lẽ là khi tiểu cốt bò rạp dưới đất và cố gắng kéo vạt áo của Bạch Tử Họa khi vừa chịu khổ hình. Thứ 6, Lưu Thi Thi trong bộ phim Tú Xuân Đao. Tú Xuân Đao là một tác phẩm điện ảnh võ thuật được giới chuyên môn và khán giả đánh giá rất cao. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Lưu Thi Thi, Trương Chấn, Nhiếp Viễn, Lý Đông Học. Đảm nhận vai nữ chính Châu Miêu Đồng, Lưu Thi Thi hẳn phải cảm thấy rất nhiều áp lực khi hợp tác với toàn những diễn viên thực lực và tên tuổi. Tuy nhiên, trong Tú Xuân Đao, Lưu Thi Thi lại hoàn thành vai trò của mình một cách hết sức xuất sắc. Phân cảnh kết phim khi ca nữ Châu Miêu Đồng ứa máu trên lưng của chàng cầm y vệ Thẩm Luyện cứ ám ảnh khán giả mãi không thôi. Thứ 7, Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa.
Người đẹp Tân Cương Địch Lệ Nhật Ba cũng may mắn có được một phần cảnh diễn xuất bùng nổ trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản truyền hình. Trong phim, mỹ nhân không góc chết đảm nhận vai diễn Phượng Cửu, người có mối nhân duyên nghịch ý trời với Đông Hoa Đế Quân. Vì mối tình sâu nặng với Đế Quân mà Phượng Cửu đã quyết định xuống trần lịch kiếp cùng ngài. Tuy nhiên, khoảng thời gian hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu, Đế Quân khi ấy là hoàng thượng sớm băng hà và để lại mình Trần Quý Phi, Phượng Cửu cô đơn lẻ bóng. Giây phút hoàng thượng qua đời cũng là lúc Phượng Cửu chợt nhận ra hạnh phúc của mình sao quá mong manh và ngắn ngủi. We'll be right back.